Lạy Chúa, hôm nay chúng con mừng lạy mẹ Măng Côi. Theo kinh nghiệm của nhiều thánh nhân, chuỗi Măng Côi là vũ khí tuyệt vời giúp con người chiến đấu với ma quỷ. Xã hội ngày càng hiện đại với nhiều hình thức giải trí thú vị. Con người dần quên đi giá trị của chuỗi Măng Côi. Có người còn cho rằng kinh Măng Côi là lời kinh buồn tẻ. Do đó, ngày càng ít người, đặc biệt là ở những nước phát triển, thấy được quyền năng của lời kinh đơn sơ này. Kinh Măng Côi trở nên buồn tẻ là vì chúng con chưa đọc đúng cách. Chúng con chỉ đọc bằng môi miệng mà thiếu đi lòng suy gẫm. Việc chúng con lặp đi lặp lại kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh là một cách giúp chúng con lắng động tâm hồn và tập trung tư tưởng của mình vào những lời kinh đang đọc. Nếu chúng con đọc kinh Măng Côi trong tâm thái suy gẫm, chúng con sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản và bình an. Kinh Măng Côi sẽ giúp chúng con tập trung mọi sự chú ý vào Chúa và Mẹ Maria. Để nhờ đó, chúng con tìm thấy được sự bình an tâm hồn. Chúa ơi, xin giúp chúng con biết yêu mến chuỗi Măng Côi. Xin cho chúng con biết dùng những lời kinh đơn sơ này để lắng động tâm hồn, nghỉ ngơi bên Chúa và Mẹ Maria sau những vất vả của cuộc đời. Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Măng Côi như một vũ khí để chiến đấu với cám dỗ. Xin Mẹ Maria tiếp tục nâng đỡ chúng con, giúp chúng con trung thành với ơn gọi Kitô hữu của mình. Amen.